Thưa quý vị, chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 10 năm 2021, trong đó chú trọng vận động kết nối phụ nữ tại địa bàn trẻ mồ côi sinh sống, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình, quan tâm chăm sóc trẻ hàng ngày với tinh thần tự nguyện. Với ý nghĩa đặc biệt nhân văn đó, 100% cấp hội phụ nữ và đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố đưa nội dung thực hiện chương trình vào tiêu chí thi đua hàng năm, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Đến thăm hộ gia đình chị Bùi Thị Nở ở tổ 67 phường Khuê Trung là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị mất sớm do bệnh tật. Kinh tế chính trong nhà đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của chị. Chị phải làm thêm việc bán gấu bông và tạp vụ tại nhà hàng để nuôi ba đứa con thơ. Thu nhập ít ỏi của chị không đủ để trang trải cho cuộc sống, nhất là vào những ngày mưa bão không bán được hàng. Thấu hiểu khó khăn của gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đến thăm hỏi động viên tinh thần và hỗ trợ một ít chi phí để giúp đỡ ba mẹ con có một mùa Tết ấm no. Được biết, em Trương Khánh Băng, con gái đầu của chị hiện đang học lớp 7. Dù phải phụ giúp mẹ việc nhà và chăm sóc hai em, nhưng em vẫn luôn nỗ lực học tập và giữ vững thành tích giỏi. Bố mẹ con là đùm bọc nhau vậy đó, nhưng mình vì hoàn cảnh nên ra là mẹ cũng làm này làm nọ, không có ở bên các con, cũng khó khăn nên ra là... Chỉ hy vọng là các con khỏe mạnh, rồi mẹ cũng khỏe, có sức khỏe làm, chăm lo. Chương trình nó ý nghĩa lắm luôn á. Tinh thần mình được động viên, mình rất là có động lực để mình cố gắng hơn. Một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ đến thăm hỏi sáng cùng ngày là hộ ông Lê Bá Toản. Hiện tại ông đang là trụ cột chính trong gia đình, ở cái tuổi mà đáng ra ông phải được con cái chăm lo, phụng dưỡng. Không may mắn, người con gái của ông đã qua đời, để lại cho ông bà một đứa cháu trai ngây thơ, kháu khỉnh, giờ đang sắp vào lớp 1. Vợ ông thì bị tai biến đã nhiều năm nay. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người đàn ông trụ cột duy nhất của gia đình. Bây giờ tụi tôi thằng lớn rồi. Thì mong muốn là các chi hội đoàn thể các cấp quan tâm đến cháu nhiều hơn để giúp đỡ cùng với gia đình để thúc đẩy cho cháu có con đường học hành cho đến nơi đến chốn. Thông qua cái sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình của các chị, cán bộ hội phụ nữ cơ sở thì không những các em học mà chăm ngoan mà các em đã có những thành tích rất là xuất sắc, và sắp tới đây thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình biểu dương đối với những mạnh thường quân, những mẹ đỡ đầu mà bên cạnh cái hỗ trợ về mặt vật chất thì có những cái cách thức để mà giúp các cháu chăm ngoan học giỏi và hỗ trợ cho gia đình để mà cùng gia đình vượt qua khó khăn.